Đó kìa. Nó kìa. Nó vậy nó. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Tại sao không chịu dí theo? Mệt. Thở. Ủa sao đứng lại? Mệt thở. Ủa còn không dí nữa hả? Dí. Hết mệt chưa? Thôi thì chạy. Ừ. Chạy. Ê đồ thú chơi. Đồ thú chơi. Ủa sao cái đám này nhìn lạ quá vậy? Nè. Trời ơi. Đứng lại. Đứng lại. Chạy. Trời ơi. Ủa đứng lại. Kỳ vậy ta. Dí. Đừng có chạy. Ủa? Ủa? Vậy là sao? Ê, Vĩnh, tụi nó đi hết rồi hả? Chị, đâu, 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 chị ơi, em lại chị. Mày nghĩ mày đẹp gái, mày thấy đàn em tao hiền, rồi mày bắt nạt mày khất nợ nữa đúng không? Trận này á, tao cho mày á, bầm dập luôn nè. Chị đau quá. Chị ơi, em xin chị, em xin chị, em hứa với chị lần này là lần cuối cùng. Em hứa với chị là cuối tháng này em trả hết tiền cho chị, em trả hết lại cho chị. Anh đừng đừng mà chị mày đau. Hứa. Đau. Mày đau hứa với tao bao nhiêu lần rồi hả Xuân? Bao nhiêu lần rồi? Lúc nào mày cũng hứa, bây giờ nó hứa nữa đúng không? Đúng rồi. Đem qua đây. Cái gì vậy chị? Đừng mà chị, cái gì vậy? Đừng đừng, cái này không có dẫn cho được đâu chị. Đây nè. Đừng chị, cái này là nguy hiểm lắm chị. Đừng chị ơi. Tao sẽ cắt tóc mày, coi như đó là lời thề. Dạ em hứa lần này chắc chắn là em sẽ đúng hẹn chị. Em thề với chị, em thề mà em không đúng hẹn, em sai hẹn với chị á là em sẽ bị bị gì? Em sẽ bị quỷ hoại nhan sắc, ma chê quỷ hờn chị ơi. Em xin chị tha cho em lần này đi. Này nè. Đừng. Cầm nặng mày. Dạ. Nữa hả? Đừng. Tao nói với mày nghe Xuân. Dạ. Nội trong vòng 5 ngày nếu mà mày không trả tiền cho tao á thì tao cho mày không những 1, 2, 3, 4, 5 cắt ngón tay như cái cành cây cho tao. Đừng mà. Cho mày cùi tay khỏi gội đầu cho khách luôn. Nghe 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 chưa? Có nghe chưa? Dạ, dạ. Nghe. Đi tụi bay. Chị hai, mình kéo về không? Kéo của ai? Ở bên đây nè. Chủ vườn. Trả lại cho người ta. Ngu. Đi. Dạ. Đi thôi. Dạ. Coi chân cho mày. Mệt quá ông nội ơi. Làm hết hồn mà. Xem chút tụi nó cắt tóc tôi rồi nè. Ủa mà Xuân, ủa nói vậy là bà cũng thiếu nợ nữa hả? Chứ sao, nợ còn 100 triệu à. Ôi trời, 100 triệu mà nó lòng còn nhiêu. Đúng là cái tuổi chằn ăn trăng quấn à. Tóc của người ta dưỡng bao nhiêu năm mà đòi cắt hả? Mày ngon, mày quay lại đây, mày cắt tóc tao đây nè. Nó tới kìa. Hả? Quay lại hả? Ôi, chạy lẹ. Ê, tính ra tụi mình cũng có duyên của nợ ha. Hồi nhỏ tôi với bà trốn cha trốn mẹ, leo vô cái vườn trái cây của người ta đi ăn trộm. Rồi giờ cũng vậy, lớn lên vì nợ dí con chạy trốn thấy bà luôn. Thiệt chứ, hồi xưa mỗi lần bị má bắt á, đánh đòn muốn tét đít luôn. Bây giờ mà bị bắt nữa tôi cũng không biết làm sao luôn. Thôi tôi cũng không biết luôn nè. Ê, gì vậy? Nhìn bà vậy, ai nghĩ bà mắc nợ ta? Ê, bà làm giống gì mang nợ dữ vậy? Thì tôi đầu tư tiền ảo. Trời ơi, lúc mới đầu tư họ có lời dữ lắm. Biết chơi tiền ảo luôn hả? Chứ làm sao, mấy ngày sau hả, sập sàn, mất trắng luôn, không còn đồng bạc nữa. Bởi vậy á, tôi tính đi vay mượn tiền để gỡ gạc ai về đâu nó nợ tè le vậy đó. Biết sao nữa, làm gì làm á, tôi với bà cũng phải tìm cách binh nè. Gì đây? Ủa? Alo. Alo, tôi là nhân viên tín dụng. Anh có khoản nợ dây đến hạn phải trả. Nếu anh không thanh toán, chúng tôi buộc phải xử theo quy định của chúng tôi. Trời đất ơi, hay dữ vậy.
trốn tới đây rồi mà cũng gọi được luôn hả? Thôi đừng ép nhau quá mà. Dạ không phải. Thông cảm nhau chút xíu đi, ép nhau dữ vậy. Thông cảm đi. Thôi bây giờ vậy ha, mình đều là người trưởng thành hết rồi, chúng ta sẽ không ai ép ai hết cho đến khi cô tìm được tôi. Trời, cái gì vậy ông nội? Hả? Sao giục luôn cái điện thoại rồi? Giục luôn đi, chứ để nó định vị tìm ra được mình sao? Rồi lấy cái gì tôi liên lạc với ông? Trời yên tâm, mấy cái số đó là để mượn nợ, còn muốn liên lạc với tôi là vẫn dùng số cũ. Trời ơi, chơi lớn như vậy bay. Phải lớn chứ. Ghê vậy, đầu tư dữ vậy luôn hả? Con nợ thâm niên mà, mình phải tính tới mấy đường này chứ. Ông hay thiệt. Giờ làm sao ta? Thả lỏng đầu óc đi, ngắm cảnh hữu tình đi, thế nào cũng ra được câu trả lời thôi. Có hẹn với yêu thương phát sóng 20 giờ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xếp lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.